Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 13 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 123: Âm Dương Hợp Khí Thiên. Lão gia, Yêu Nguyệt nghi hoặc hỏi, chính là Lục đạo trưởng đó. Nghe đến đây, Yêu Nguyệt mới tin, không ngờ rằng một hán tử cao lớn bậc này lại là thủ hạ của đạo trưởng. Mấy người bước xuống lầu. Tránh ra, tránh ra. Lúc này có một kẻ bán hàng rong mập mạp vội bước qua, lách vào giữa đoàn người, suýt nữa đụng phải hai tỷ muội. Tránh ra, không có mắt sao? Hắc Ưng bay lên đá một cước vào lưng của tên mập. Tên mập lăn xuống cầu thang như một quả hồ lô. Ngươi nhìn thấy cái vết sẹo trên mặt của Hắc Ưng, tên mập sợ không có dám nói gì. Hắc Ưng ngồi trước xe, cung kính hành lễ mời hai người lên xe. Gặp qua hai vị tiểu thư. 12 ưng còn lại cũng cúi thấp lưng chào. Không cần, không cần. Hai người thấy vậy hơi thụ sủng nhược kinh. Đây là lần đầu tiên các nàng được các người khác đối xử kính cận như vậy. Những nhân sĩ giang hồ trước kia thường đi tới đi lui, ăn nói, khép nép với các nàng như những nô bộc. Kinh ngạc qua đi, trong lòng Yêu Nguyệt rất mê muội cảm giác này. Bước lên xe ngựa đã thấy Lục Khiêm đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe. Yêu Nguyệt đánh bạo, đặt tay lên vai của Lục Khiêm, chậm rãi xoa nắng. Đại nhân, lực đạo có vừa không? Lục Khiêm khẽ gật đầu không có đáp lại. Ngón tay ngọc mềm mại mát lạnh đặt trên huyệt vị, đầu tựa lên luồng ấm áp, chớp mũi ngửi thấy cô nương hương thơm thực sự vô cùng thoải mái. Xe ngựa chạy về hướng Thông Tuyền Thành. Việc làm tiếp theo có một chút nhiều. Sửa chữa pháp khí, luyện quyết ấn đạo binh. Quyết ấn đạo binh là một thuật mà yêu thú ký sinh trong huyết mạch trong cơ thể con người. Nếu mà luyện thông thạo cái thuật này, đến khi mà luyện thể quá huyết, càng thêm chắc chắn. Lục Khiêm nghĩ vậy. Xe ngựa chạy rất nhanh, hắn dựa vào bên đùi của Yêu Nguyệt mới không thấy sốc nảy. Tập Nguyệt quỳ ở một bên không có dám thở mạnh, nàng thường e ngại tu sĩ cho nên không có thể chủ động được như tỷ tỷ. Cô tên là Tập Nguyệt sao? Ngẩng đầu lên, Lục Kim nhìn nữ tử đang cúi đầu e thẹn. Tập Nguyệt khẽ run rẩy, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Lục Kim, khuôn mặt đỏ ửng, lông mi thon dài, mắt như nước hồ thu, thật giống như một nụ hoa cúc chớm nở. Tỷ tỷ Yêu Nguyệt lại có khí chất trái ngược với nàng ta, nhiệt tình như lửa, lớn mật, nhạy bén như đóa mẫu đơn yêu diễm. Lục Kim ngồi dậy, nhìn tỷ muội hai người nói, có biết chữ không? Nô tỳ thuở nhỏ có đọc sách cùng với phụ thân, thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Yêu Nguyệt vội nói, tỷ muội xuất thân nhà quan lại, sau này phụ thân đã phạm tội vào ngục, hai nàng đã bị ép vào giáo phường ti, sau đó được Quyền Tiêu thu nhận. Lục Khiêm đánh giá hai nữ tử từ trên xuống dưới, nở nụ cười ý tứ sâu xa. Rất tốt, hiện giờ ta truyền cho các cô một quyển Âm Dương Hợp Khí Tỏa Thiên, chia thành nội công ngoại công, khẩu quyết cùng tư thế ngoại công phải học thuộc lòng, học thuộc rồi nói cho ta biết. Lục Khiêm mang giấy nghiên bút mực ra. Yêu Nguyệt mài mực, Tập Nguyệt chấp bút, Lục Khiêm miệng tụng chân quyết. Chỉ trong chốc lát đã viết xong mấy trăm chữ khẩu quyết cùng với đồ án. Đây là bí tịch tu luyện pháp thuật sao? Yêu Nguyệt nâng niu của sắp giấy dày cộp trong lòng bàn tay, chỉ sợ làm nhòe một chữ. Cứ coi là như vậy, Lục Khiêm không có tỏ ý kiến. Bộ công pháp này được tách ra từ nửa bộ công pháp của Diêm Vương khí tức lúc trước, ngược lại là phần đầu của Âm Dương hợp khí, vẫn đáng giá để cho hắn tham khảo. Đã biết, đại nhân, nô tỳ chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại. Nàng có thể nhìn ra Lục Khiêm rất coi trọng môn khẩu quyết này. Mặc dù không có biết học rồi sẽ thế nào, nhưng mà học thuộc lòng sẽ được đại nhân thưởng thức. Yêu Nguyệt biết rõ trong lòng, sở dĩ mấy người kia kính cẩn bản thân là vì thân phận của đại nhân. Nếu muốn hưởng thụ cảm giác được mọi người dây quanh, chỉ có cách kiên quyết không có rời khỏi người Lục Khiêm. Một khi bị lạnh nhạt, e rằng sắc mặt của đám người ngoài kia không còn như vậy rồi. Lục Khiêm không hay biết những cái tính toán nhỏ trong lòng của Yêu Nguyệt, nhưng mà nếu biết rồi, hắn cũng không có bận tâm.
đi đến đầu xe ngựa, Hắc Ưng nắm dây cương nhìn về phía trước. Thấy Lục Khiêm bước đến đây, hơi cúi người hành lễ. Người có rất nhiều nhân mạch ở Thông Tuyền Thành sao? Đúng vậy, tiểu nhân được huynh đệ giang hồ mệnh danh là Lãnh Quyết Thập Tam Ưng, tung hoành hắc bạch lưỡng đạo. Trước kia ở Thông Tuyền Thành còn có một đối thủ sống còn, hiện giờ hắn đã chết rồi. Mặc dù sơn trại của Hắc Ưng nằm ngoài thành, nhưng mà tung hoành mười mấy năm, nếu không phải trong thành còn có vài thế lực thì sơn trại sớm đã bị người san bằng. Ở Thông Tuyền Thành từng nghe qua truyền thuyết về kỳ nhân dị sĩ không? Vậy thì chưa có nghe qua. Tương truyền bách bộ phi kiếm của Chu gia chính là truyền thừa của thần tiên. Chu gia tìm tiên đã được mấy đời người, nhưng mà vẫn vô duyên với tiên môn. Nói đến đây, Hắc Ưng cảm thấy mình rất may mắn. Tiên duyên mà người khác tìm mấy đời lại ở ngay trước mặt của mình. Chương 124, thanh toàn lần cuối cùng. Được, ta cho ngươi thời gian 3 tháng để thống nhất hắc bạch lưỡng đạo ở Thông Tuyền. Vẻ mặt của Hắc Ưng lộ ra một tia khó khăn nói. Đại nhân, chỉ dựa vào một mình ta thì hơi khó. Thông Tuyền cũng có vài cao thủ không có thua kém gì ta. Lục Khiêm lấy ra từ trong cái túi hồ thiên vài cái bọc thuốc và hai người giấy. Đây là quả lô dược và người giấy. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi cách dùng. Nếu gặp phải cường địch, giết bằng mấy thứ này. Hắc Ưng nhìn thấy cái thủ đoạn đặc biệt này, trong lòng yên tâm không ít, dỗ dàng quỳ gối xuống. Có tiền thuộc của lão già giúp đỡ, một mình tại hạ trong vòng một tháng sẽ nhét được Thông Tuyền Thành vào trong túi. Rất nhanh, xe ngựa đã chạy đến Thông Tuyền Thành. Thông Tuyền Thành không có phồn hoa bằng Hoàng Long Thành, nhân khẩu khoảng chừng 20 mấy vạn, cũng được xây dựng bên bờ sông, tràn ngập sương khói mênh mông, mang đậm phong tình của giang nam. Lục Khiêm ở trong khách điếm được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Hắc Ưng đặt mua được giường tược, đất ruộng và một vài nô bọc. Xe ngựa dừng lại trước một cái tòa nhà lớn. Bước qua đại môn màu đỏ thẫm, ở phía trước là một giường nhỏ đẹp tinh xảo cùng với hồ nước. Giữa hồ còn có một cái đình. Phía sau hành lang chập trùng, đập vào mắt là một dãy nhà trải dài miên man. Thanh đường nhà ngói, lầu cát chen chúc. Chỉ riêng một cái tòa dinh thự này đã có giá trị không nhỏ rồi. Thành chủ ban đầu đã chết, người của Hắc Ưng nâng đỡ thành chủ mới lên chức, thế cho nên biến nhà cũ của Chu gia cho Hắc Ưng coi như là báo đáp. Trong phòng tắm sân sau, Lục Khiêm ngâm mình trong cái bồn tắm nóng ấm, hơi nước lượn lờ trong đôi mắt khép hờ, an thần tịnh dưỡng. Ở phía sau, Tập Nguyệt mặc cái váy lụa đơn bạc, mơ hồ nhìn thấy cái dáng dấp lung linh trắng nõn, lộ ra hai chân thon dài trắng mịn đang kỳ lưng cho Lục Khiêm. Tâm trí của Lục Khiêm đang phiêu đảng ở bên trong thức hải. Thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp đại thành 143/8000, tam tạng thành tâm chú đại thành 50/150, ký thần thuật đại thành 75/500, trung phẩm luyện dược thuật tiểu thành 1321/2000, bố dân đoạn nghê chương nhập môn 10/200. Hiện giờ đang có tổng cộng 5 môn pháp thuật chưa viên mãn. Nếu như chiếu cố đến toàn bộ thì trong thời gian 2 năm ngắn ngủi chắc chắn không có luyện ra gì. Bố dân đoạn nghê chương là pháp thuật sát phạt mới, chỉ ít là phải tu luyện đến đại thành. Tu luyện đến đại thành mới có thể hô mưa gọi gió, điều khiển khí trời trong phạm vi mấy trăm trượng cũng có thể phòng ngự tự thân, công kích kẻ địch. Ký thần thuật cũng không có thể để thụt lùi. Ký thần thuật đại thành có thể điều khiển 3 người giấy cùng một lúc. Người giấy có thể điều chế dược, đồng thời tu luyện một vài tiểu pháp thuật giúp hắn. Mặc dù là tu luyện, kém xa chân thân tu luyện, nhưng mà chí ít vẫn có thể giúp cho bản thân được thoải mái một chút thời gian. Xác định rõ con đường quy hoạch sau này xong, Lục Khiêm bước ra khỏi bồn tắm. Tập Nguyệt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lau khô nước trên ngực Lục Khiêm, giúp cho hắn mặc xiêm y cùng với đạo bào. Lục Khiêm rất hứng thú nhìn dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng hỏi, khẩu quyết đã học thuộc ra sao rồi? Đã thuộc lòng khẩu quyết, đồ án ngoại công vẫn chưa có nhớ kỹ. Tập Nguyệt nâng khăn mặt cúi đầu nói. Tập Nguyệt từ nhỏ lớn lên rất là thông minh, đọc sách còn nhiều hơn tỷ tỷ Yêu Nguyệt, kết hợp với điển cố trong cổ thư, hiểu rõ khẩu quyết cùng với đồ án của môn công pháp này mang hàm nghĩa gì. Thật sao?
Lục Khiêm nhìn Tập Nguyệt một cái thật sâu mới nói, cô ra ngoài trước đi. Dân, Dược Sơn, trong rừng hoa đào, Lý Độ vẫn uống rượu một mình như mọi ngày. Lúc này có một trận âm phong nổi lên, hoa đào đỏ hồng biến thành một màu đen u ám. Bước ra đi, Lý Độ ném chén rượu xuống nhìn rừng hoa đào. Một nữ tử mặc quần áo đen bước ra từ trong sương đen, trăm cài tóc dán lên thật cao, cần cổ thon dài trắng như tuyết, yêu khói như nước, mặt mày mang theo ý xuân, xinh đẹp không có nói nên lời. Trông thấy nữ tử này, Lý Độ bình tĩnh nói, quả ra là điện chủ đại nhân. Lý Lan, không cần phải xa cách như vậy chứ, trước đây chàng đều gọi ta là Như Ý mà. Dù người khác có nghĩ thế nào, cũng không có ngờ rằng hai người trước kia còn là thanh mai trúc mã, đạo lữ cùng nhau lớn lên. Điện chủ đại nhân chớ có nói đùa, nếu không có chuyện gì mời về cho, lão phu còn có chuyện phải cần làm. Trông thấy Lý Độ như vậy, sắc mặt Liễu Như Ý lạnh xuống. Chuyện trước kia chớ có trách ta, ta có ý chí hướng đạo kiên định, không ai có thể ngăn cản. Vậy ngươi tới đây làm gì, khoe khoang sao? Lý Độ hỏi ngược lại. Không phải, ngươi cũng biết mọi người ngầm gọi ta là ngũ chúa yếu nhất, chỉ có đạo hạnh dưỡng thần hậu kỳ thôi. Hơn nữa, ta tu luyện đạo tâm ma liên. Chương 125, thanh toàn một lần cuối cùng. Đạo tâm ma liên là một môn tâm ma chi pháp. Cấp ma chủng vào trong lòng người khác, ma nhiễm thành công có thể nâng cao tu vi của bản thân. Liễu Như Ý nhìn Lý Độ. Bây giờ ta đã tìm được nguyên nhân nhiều năm qua, không có thể tiến vào đạo cơ. Chuyện năm đó ta bề ngoài không một chút bận tâm, nhưng mà kỳ thực trong lòng rất là hổ thẹn. Ngươi rất tốt với ta, quan tâm chu đáo đến ta. Chúng ta năm đó là thật lòng tương ái. Bây giờ đã trở thành khúc mắc, đuổi không đi được ma chướng. Liễu Như Ý chậm rãi bước đến, một đóa hoa sen màu đen đã nở rộ trong lòng bàn tay của nàng. Ta nghĩ chỉ cần ma nhiễm ngươi thì tâm ma sẽ tản đi, mới có cơ hội tiến vào đạo cơ. Lý Lan có thể thành toàn cho ta một lần cuối cùng không vậy? Hoa sen đen nở rộ trực tiếp thôn phệ Lý Độ. Tu vi của Lý Độ chỉ là luyện khí hậu kỳ, đương nhiên không có thể ngăn chặn thủ đoạn của Liễu Như Ý. Vừa lộ mặt đã rơi vào trong cái bẫy người ta. Mà chủng hoa sen đen như mực vẫn chưa có hoàn toàn nở rộ. Lý Độ ở trong ma chủng, vẻ mặt lãnh cảm không có rõ vui buồn. Mặc cho ảo giác bên ngoài quấy nhiễu thế nào, bản thân của ta thản nhiên bất động. Liễu Như Ý hơi nhíu mày, trong lòng có một chút kinh ngạc. Ma chủng hoa sen nở ra không có nghĩa là đạo hạnh của bản thân cao thâm hơn người khác, thì chỉ có thể khiến cho hoa sen thành công kết thành hoa sen đen trong đạo tâm, mà là trong lòng của đối phương xuất hiện điểm sơ hở, ma chủng mới thừa cơ chui vào, hấp thụ đạo tâm mà lớn lên. Liễu Như Ý nói những lời đó là vì muốn cố ý kích thích Lý Độ, khiến trong lòng của ông ta xuất hiện điểm sơ hở. Không ngờ đạo tâm của người này vậy mà lại kiên định đến thế. Ta ngược lại muốn xem người có thể kéo dài được tới khi nào. Trong mắt của Liễu Như Ý dục qua một tia sắc lạnh. Lần này muốn đột phá đến cảnh giới đạo cơ, không có thể thiếu Lý Độ được. Cho dù có đổi lại 10 người, 100 người, 1000 người, cũng không bằng một mình Lý Độ. Chuyện năm đó đã qua 100 năm, nhưng mà trong lòng của Liễu Như Ý vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Hai người là thanh mai trúc mã, bạn nối khố, là thần tiên quyến lữ trong mắt của người đời. Sau khi mà nhập môn, Lý Độ dìu dắt từng ly từng tí với nàng. Chuyện xảy ra sau đó, Liễu Như Ý tự cho rằng mình làm không sai. Lý Độ ảnh hưởng rất lớn với nàng, có thể nói không có Lý Độ thì không có nàng. Nàng chỉ có nắm chắc cơ hội thành đạo, đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu không, cả đời chỉ có thể sống dưới cái bóng cao lớn của Lý Độ thôi. Trong phủ đệ, trước mặt một linh điền, đạo sĩ ngồi khoanh chân. Ngư Long vui vẻ chơi khoảng đất trước mặt. Lục Khiêm nhắm chặt hai con mắt, nghĩ tới giao phục Hoàng Tuyền Đồ, giả tưởng mình quá thân thành một con giao long, bay lượn khắp thiên địa, hấp thụ nguyên khí, cướp đoạt tinh hoa của vạn vật. Lúc đó, Lục Kim dường như thật sự trở thành một con ngư long. Trong giao phục Hoàng Tuyền Đồ không có chân thủy ngừng sát. Sau khi mà luyện khí đại thành,
chân khí đã hoàn toàn hóa thành âm quỳ chân thủy. Sau khi mà tiến vào trạng thái, tốc độ vận chuyển chân thủy tăng nhanh vài phần. Từng tia sương đen đang quấn quanh người, trong không khí tản mạn ra hơi nước. Âm khí hơi nước dần quanh, thân ảnh đạo sĩ mờ mờ ảo ảo, giống như giao long đi giữa mây gió. Một lúc sau, Lục Khiêm đã từ từ mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vài ánh sáng màu vàng kim. Nội tâm của hắn bỗng nổi lên một cổ dục vọng tham lam, cướp đoạt của Long Tính. Mặc niệm tam tạng thanh tâm chú mới áp chế được Long Tính trong lòng. Long Tính khó bỏ, về sau luyện thể thành công cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng này rồi. Vẫn là may mắn khi có thanh tâm chú. Trong lòng của Lục Khiêm nghĩ, trải qua nhiều ngày tu luyện, tam tạng thanh tâm chú đã sắp viên mãn rồi, cho nên sử dụng thuần thục. Một ý nghĩ đã khiến cho bản thân tiến vào cảnh giới không hề bận tâm. Sau khi mà ngồi thiền luyện khí xong, tiếp theo là luyện đan. Trong phòng đặt một lô đỉnh, hai tay ba chân cỡ lớn, bên cạnh để lung tung các hộp. Chiếc hộp im lìm, hơi hơi rỉ ra một chút mùi thuốc. Lục Khiêm ngồi trước đan đỉnh, sau khi mà thổ nạp một hồi, bỗng mở hai con mắt ra. Trong tay của hắn vẽ phù chú, một tia sáng yếu ớt lóe lên rồi biến mất. Phù chú đánh vào bên trên đan đỉnh. U minh chân quả màu trắng thuần đang ầm ầm thiêu đốt. Nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy chục độ, không khí có hơi vặn vẹo. Sau đó, từ trong cái túi hồ thiên biến ra pháp kiếm chế tạo từ gỗ táo, treo lơ lửng phía trên đan đỉnh trước. Ngoại đan hoàng bạch thuật, giết, tà khí tiến vào, thuốc không thể thành. Cho nên cái thời điểm mở lò luyện đan buộc phải đốt phù lục, treo bảo kiếm ngăn chặn ngoại tà. Thời cơ đã đến rồi. Chương 126, Kim Sa Hoàng Nha Hợp Thai Quy Tệ Pháp. Đợi tới khi mà độ lửa vừa đủ, Lục Khiêm phất tay áo một cái, chiếc hộp mở ra, dược liệu bay lên chui vào trong đan đỉnh. Ba lạng tỳ xương, một giọt nước mắt quỷ, hai giọt máu linh hồ, một đóa hoa đào mặt người, một lạng tử hà sa. Dược liệu vào trong lô đã bị u minh chân quả thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết của vô số quan hồn truyền ra. Khí màu xanh hợp thành một mặt người mẻ mó lao thẳng về phía âm hồn. Bảo kiếm trên đan đỉnh hiện lên ánh sáng đỏ chém tan cái mặt quỷ mẻ mó. Độ lửa đủ ở trong đỉnh biến thành cái chất lỏng dẫn đục. Những thứ này chỉ là dược liệu phụ trợ, bây giờ mới là bước quan trọng. Tài áo bào phất lên một lần nữa. Chì màu trắng, thủy ngân màu bạc từ trong hộp bay ra, chui vào trong đan đỉnh. Vàng bạc, chì thủy ngân, đá ngọc, đồng thiết, ở trong con đường luyện đan được coi là tinh hoa của thiên địa, vật hình thành từ sự hội tụ âm dương. Vì chất thì ương ngạnh, tính thì cô động, cho nên cần phải dùng độ lửa, thuốc phụ trợ bào mòn cái tính ương ngạnh mới có thể luyện chế ra tinh hoa. Rất khó để mà nắm giữ được độ lửa và tinh luyện dược liệu trong lúc luyện đan, nhiều thêm một phần, bớt đi một tí cũng sẽ gây ra thay đổi khung lượng. Cho nên luyện đan khó hơn chế dược gấp 10 lần. Lục Khiêm bây giờ không có luyện đan, chỉ là tinh luyện hai cái vị dược liệu của Quyết Ấn Đạo Binh Đan, Hoàng Đan và Hồ Phấn. Ngoại đan Hoàng Bạch Thuật giết, nung chảy chì là Hoàng Đan, luyện Thủy Ngân là Hồ Phấn, buộc phải dùng Kim Sa Hoàng Nha hợp thai quy tề thủ pháp để mà luyện chế. Dược liệu và thủ pháp Lục Khiêm vừa dùng và việc khống chế thời gian độ lửa chính là cái thủ pháp này. Sau đó đậy nắp lại, ngồi trước đan đỉnh khống chế cái độ lửa. Ánh sáng chập chờn chiếu qua gương mặt trầm tĩnh không rõ biểu cảm. Một lúc sau, trong đan đỉnh bốc ra khói đen, một cái mùi hôi thối khó ngửi truyền ra. Lông mày của Lục Khiêm nhíu lại, mở nắp. Bên trong là một nhúm mạc phấn đen xì. Bên trong trộn lẫn một chút bột vàng và bột đỏ. Lục Khiêm lấy hai cái bột đỏ vàng ra. Tám lạng mới ra nửa chỉ, độ thành thạo vẫn còn quá thấp, xem như luyện tay vậy. Trong thức hải, khắc độ của ngoại đan Hoàng Bạch Thuật ở trên gương vàng sáng lên một khắc độ. Ngoại đan Hoàng Bạch Thuật nhập môn 15/100. Giới hạn của ngoại đan Hoàng Bạch Thuật quá thấp. Nhập môn chắc chỉ có thể tinh luyện được dược liệu, ít nhất phải tiểu thành, đại thành mới có thể luyện chế sơ bộ đan dược. Trong lòng của Lục Khiêm thầm nghĩ, số lượng ít thứ nhất là do độ thành thạo thấp,
Thứ hai, do tu vi bình thường, khống chế độ lửa không ổn định, không nhanh chóng, cũng chính là vấn đề của nội công và tai nghề. Nơi này không có động phủ, nếu âm dương hợp khí thải chân thủy của ta được thực hiện, tốc độ tu luyện nhanh hơn trong động phủ một chút rồi. Ánh mắt của Lục Khiêm lóe lên, bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống. Lục Khiêm đứng trước gương đồng cao bằng một người, hai tỷ muội đằng sau đang chỉnh cái đạo bào cho Lục Khiêm, khoác lên áo choàng hắc bào. Trong gương là một nam tử 20 tuổi, sắc mặt trắng bệch, mắt đen xì, cả người tỏa ra khí u ám. Lục Khiêm nhìn Yêu Nguyệt nói, người mà ta kêu Hắc Ưng sắp xếp đưa tới chưa? Người ngày mai có thể đưa tới tầng hầm. Yêu Nguyệt cúi đầu khẽ nói, bởi vì trong phòng không có ăn mặc trang trọng nặng nề, dưới cái lớp vải sa màu trắng thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ thể trắng nõn. Âm dương hợp khí thiên, đọc hiểu hết chưa? Tay của Lục Khiêm để trên gương mặt mát lạnh của Yêu Nguyệt. Nô tỳ đọc thuộc hết rồi. Yêu Nguyệt dường như biết vận mệnh sau này của mình, xấu hổ cúi đầu. Tập Nguyệt thì sao? Ta còn một chút xíu nữa. Cánh môi của Tập Nguyệt khẽ mở, vừa muốn nói cái gì đó, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Yêu Nguyệt, phát hiện thần sắc của tỷ tỷ mang theo một chút ý lạnh của cảnh cáo, vì vậy vội vàng sửa lời. Lão gia, Tập Nguyệt từ nhỏ đã không phải là kiểu thích học, nô tỳ trở về nhất định sẽ đốc thúc muội ấy. Yêu Nguyệt che miệng khẽ cười nói. Tập Nguyệt cúi đầu không dám phản bác. Từ bé đến lớn, tất cả mọi chuyện đều buộc phải là tỷ tỷ trước, sau đó mới tới Tập Nguyệt. Người khác đều khen tỷ tỷ thông minh, cho dù Tập Nguyệt mới là người thông minh nhất. Ở phương diện học tập, Tập Nguyệt có khả năng nhìn qua sẽ không quên. Thật ra nàng đã học thuộc từ lâu rồi. Không dội, Lục Khiêm mỉm cười, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Yêu Nguyệt bước chân nhẹ nhàng, vẫy áo bay bay dưới cái phong nền sắc đỏ, cơ thể trắng trẻo như dần trăng. Đọc thầm khẩu quyết, trông coi cẩn thận linh đài. Lục Khiêm không có kêu Tập Nguyệt tránh đi, mà tới trước mặt Yêu Nguyệt khẽ nói. Ánh mắt của hắn trong trẻo sáng ngời, muốn mà không muốn, người động mà tâm không động, đây là trạng thái tốt nhất khi mà tu luyện thuộc này. Dạ, Yêu Nguyệt cúi đầu nhắm chặt hai con mắt. Chương 127, Thải Chân Thủy. Đêm khuya, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dưới ánh nến lay động. Cái gì là âm dương hợp khí chi đạo? Hoài nam tử tiên nhân viết, ba xe của Kim Mãn đoạt lấy thành cơ, mở ra chính khiếu dược Tào Khê, vận chuyển xa xôi đến đỉnh Cung Luân, dạng đạo ánh sáng chiếu tử vi. Ba xe chở bảo vật lên Cung Luân, gặp muôn vàn trắc trở, sấm sét rền vang, long hổ đấu, chịu đựng cam khổ xoay càng khôn. Việc đã xong, thu công. Lục Khiêm nhắm chặt hai con mắt, cảm nhận chút âm quỳ chân thủy mạnh mẽ trong cơ thể, trong lòng thầm nói, vẫn là thải chân thủy chi pháp rất là hiệu quả. Dẫn công một đêm làm cho khắc độ tăng lên 3 vạch, gấp đôi lúc trước. Sáng trưa dẫn công bình thường, tổng cộng 2 khắc độ, buổi tối thải chân thủy 3 khắc độ. Một ngày có thể tăng 5 khắc độ, như thế này nhanh hơn tu hành trong động phủ một chút rồi. Số lần thải chân thủy không có thể nhiều. Âm dương hợp khí chi đạo không phải là kiểu thải âm bổ dương bình thường cướp đoạt. Cái gọi là âm dương hợp khí nhất định phải là chuyện có lợi cho cả hai bên. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm mở mắt ra, nói với Tập Nguyệt cả đêm không có dám ngủ. Ngươi hầu hạ Yêu Nguyệt đi nghỉ trước đi, sau đó ngươi quay trở về từ từ cảm ngộ, sau khi mà có được khí cảm, nói với ta. Câu phía sau là nói với Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt khoác áo tròn rộng, đôi chân trắng như tuyết, chậm chậm cúi người với Lục Khiêm nói, đa tạ lão gia. Đi ra khỏi cửa, trong lòng của Yêu Nguyệt vui mừng khôn xiết. Nàng rất tâm kế thủ đoạn, Tập Nguyệt là người đầu tiên học thuộc, nhưng mà không cho Tập Nguyệt nói với lão gia. Tập Nguyệt rất có thể sẽ được nhiều sự sủng ái của lão gia hơn, địa vị của nàng ta e rằng gặp nguy cơ, cũng không thể tiếp tục hưởng thụ được cảm giác chúng tinh phủng nguyệt nữa. Vì thế mà nàng ta dở ra một chút tâm cơ. Hiện nay có được cơ hội tu luyện, nàng cũng muốn trở thành người tu hành cao cao tại thượng. Yêu Nguyệt giỏi nắm bắt cơ hội, biết Lục Khiêm mới là chỗ dựa duy nhất của mình, cho nên mới không có tiếc thủ đoạn lấy lòng.
tham kiến hai vị tiểu thư. Lúc này có một chiếc xe ngựa đi tới, trong xe ngựa truyền ra tiếng xiềng xích va chạm len keng, thấp thoáng cái mùi máu tanh, còn có tiếng rên rỉ của con người. Hắc Ưng ở trên xe ngựa chắp tay chào hai người. Chào Hắc Ưng thủ lĩnh, Tập Nguyệt vội đáp lễ. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn Hắc Ưng đi thẳng về phía hậu diện. Xin lỗi Hắc Ưng đại ca, tỷ tỷ dạo gần đây cơ thể có hơi không thoải mái, Tập Nguyệt nói. Hắc Ưng thấy vậy không có để tâm, dù sao cũng là người bên cạnh của Lục lão gia, cho dù người ta tát hắn hai ba cái, hắn ta cũng phải nhịn thôi. Xe ngựa đi tới hậu diện, trước mặt là một căn phòng tối tăm, ban ngày cũng phải thắp nến. Có mười mấy hán tử đeo xiềng xích bước xuống từ xe ngựa, dốc người cao to, trên người mang đầy thương tích, mặt mày rệu rã. Đi vào cái tầng hầm trong căn phòng, bên trong đốt đuốc, hai bên là những chiếc lồng sắt, ở giữa là một thạch đài lớn, có một đạo sĩ áo đen đứng trước thạch đài. Hơn nữa cơ thể của đạo sĩ ẩn trong bóng tối, ngũ quan như ẩn như hiện, có hai người giấy mặt mày trắng bệch đứng hai bên cạnh. Ở trong bóng tối có vẻ như vô cùng khủng khiếp. Nhịp tim của Hắc Ưng chợt đập mạnh, hắn ta đã từng thấy thủ đoạn khủng khiếp của chủ nhân, cao thủ võ lâm bị giết giống như con gà vậy. Lão già, người đã được đưa tới, những người này đều là kẻ đã chặn đường cướp trên núi, giết người như ngoé, không có việc xấu nào mà không làm. Được, đưa hai người tới đây. Dân, Hắc Ưng từ trong lòng giam lôi hai đại hán ra. Đại nhân, tha mạng, ta không có dám nữa mà. Tù nhân đó dường như dự cảm được vận mệnh của mình, điên cuồng giãy giụa cầu xin. Tài của Hắc Ưng giống như gông sắt, không có giãy ra được. Dựa theo chỉ thị của Lục Khiêm, cố định tay chân của một tên cướp nằm trên thạch đài. Lúc này, Lục Khiêm biến ra một thanh đao trắng bóc tái nhợt. Toàn thân thanh đao như được đúc thành từ xương trắng. Bên trên bao phủ bởi những cái vết nứt như mạng nhện. Hắc Ưng nhìn thấy thanh đao này, lập tức cảm thấy một luồng sát khí bắn thẳng vào mi tâm, giống như đang ở trong chiến trường cổ, thi thể la liệt. Sau khi mà hắn lấy lại tinh thần, sau lưng sớm đã ướt mồ hôi lạnh rồi. Một màn tiếp theo đã dọa choáng ta tới mức suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Chỉ thấy Lục Khiêm cho cái tên cướp dùng một ít thuốc bột, sau đó rút dao nhỏ cắt vào phần gáy của tên cướp. À! Tên cướp lớn tiếng kêu lên, âm thanh bén nhọn khiến cho người ta không rét mà run. Sau đó, Lục Khiêm đâm ma đao màu trắng vào xương sống cổ của tên cướp. Chương 128, Thải Chân Thủy. Sau khi ma đao và xương cổ chạm vào, phát ra âm thanh răng rắc, khiến cho người ta ê rằng khắp đài đều là máu tươi chảy xuống. Ma đao sau khi mà đâm vào xương sống cổ, tên cướp đã trở nên yên tĩnh, hai con mắt vô hồn. Những tên cướp khác nhìn thấy một màn này, phần lớn đã bị dọa tới ngất đi, không khí tản mạn một mùi hôi thối. Sau đó, Lục Khiêm lấy ra một bộ ngư lân giáp màu lục, khoác lên người một tên tù nhân khác. Ngư lân giáp nhúc nhích giống như vật sống, ghim vào trong da thịt của tên cướp. Tiếng kêu thảm thiết của tên cướp giống như bị lăng trì, khiến cho người ta rùng mình. Bọn cướp đều đã bị dọa ngất đi. Cảnh tượng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hút máu ừng ực của hai món pháp khí. Cơ thể và làn da của tên cướp dần trở nên nhão nhoẹt. Quả máu me! Trong lòng Hắc Ưng hét lên, cho dù hắn ta giết người như ngoé, cũng chưa có từng thấy cảnh tượng máu tanh khủng khiếp như thế. Hắn ta rất không ổn, miễn cưỡng chống đỡ mới có thể không ngã quỵ xuống. Còn có việc gì không? Lục Khiêm bình tĩnh quay đầu nhìn sang Hắc Ưng. Không, thuộc hạ xin lui bước. Tiếp tục đưa người lại đây, càng nhiều càng tốt, 500-600 người vẫn còn ít. Dần, vừa nghĩ tới vận mệnh tiếp theo của những người này, Hắc Ưng bỗng cảm thấy chỗ này thật là u ám lạnh lẽo, có một chút gió lạnh thổi qua. Sau khi mà Hắc Ưng rời đi, Lục Khiêm lau sạch máu trên tay. Hắn không có tu luyện thủ pháp luyện khí, trước tiên học khí nộ quyết luyện chi thuật. Trước là cứ khôi phục pháp khí đã rồi mới tính tiếp. Chỗ cường đại của hai pháp khí này hắn đã đích thân trải nghiệm. Thất sát âm phù kiếm mãn cấp cũng không có thể đánh lại. Nếu không phải là cuối cùng làm cho âm phù kiếm tự bạo, sợ rằng thật sự phải chết ở đó rồi. Chớ có xem thường anh hùng trong thiên hạ. Tiếp theo vừa học luyện đan
vừa tu tiên chuẩn bị công pháp luyện thể. Thời gian dần trôi, Lục Khiêm càng cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Lý Độ kia thật sự là một cái tai họa ngầm rồi. Hơn nữa, khi giết Lý Lâm, vậy mà lại để sơ hở. Vì để trốn tránh âm quả của Lý Minh U, lúc đó hắn đã dùng âm quỳ chân thủy. Tuy nói trong đạo quan có rất nhiều người tu luyện âm quỳ chân thủy, nhưng mà người hiềm nghi lớn nhất đoán chắc chính là hắn rồi. Thời gian nửa năm, thoáng chốc đã trôi qua. Nửa năm này, ban ngày luyện đan chế dược, tu khí nuôi ngư lòng. Buổi tối, luyện khí thải chân thủy. Sau khi mà thu nhận tập nguyệt, thì cùng song tu với hai tỷ muội. Tốc độ tu luyện đẩy nhanh hơn, mỗi ngày đạt tới 6 khắc độ. Tầng hầm, ánh đèn leo lắc, không khí ẩm ướt. Tay của Lục Khiêm cầm một viên kim đan cỡ ngón cái, tỏa ra ánh sáng kim loại, nhét vào trong miệng của tên cướp. Gương mặt của tên cướp bỗng đỏ bừng, cả người giống như con tôm bị luộc chín, bốc ra một luồng khí nóng. Cơ thể mọc ra lần phiến bích lục, răng nanh sắc nhọn, mắt sắc như báo, vậy mà là một gương mặt của con báo. Móng vuốt sắc bén như móng vuốt của chim ưng, vừa giống người, vừa giống yêu. Đây là huyết mạch bích lần báo. Yêu đạo, chết cho lão tử! Tên cướp giằng đứt khóa sắt, ánh mắt ác độc, móng vuốt chụp về phía đầu của Lục Khiêm, tốc độ nhanh như tia điện. Lục Khiêm lách người né tránh, công kích thất bại, thạch đài vậy mà bị một bộ vuốt cắt thành hai nửa. Tên cướp thấy một kích không thành, liên tục công kích thêm mấy chục lần. Lục Khiêm có khuyên thế nào đi nữa, hắn vẫn không nghe lọt. Đồng tử càng lúc càng đục ngầu, đã dần dần mất đi lý trí. Trước đó có thể mắng chửi vài câu, bây giờ hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cơ thể dần dần không có thể đứng thẳng nữa, mà thân người giống như con báo, khom người lại. Tiếng gầm gừ vang lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao ra khỏi cái tầng hầm. Đợi ta giết cả nhà của ngươi! Tên cướp nhìn thấy Lục Khiêm vẫn không có đuổi theo, để lại một câu hăm dọa. Lục Khiêm vẫn đứng bất động tại chỗ. Chà, lại thất bại một người nữa rồi. Tên cướp chạy thoát ra, nằm sấp trên đất, hít thở không khí tự do. Lúc này sắc trời bỗng tối lại, mây đen ngập trời. Nước mưa đen xì rơi xuống, lân phiến toàn thân của tên cướp phát nổ. Trong lòng gã dấy lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Có lòng muốn trốn, nhưng mà đâu có thể chạy nhanh hơn tốc độ của nước mưa rơi xuống chứ. Cơn mưa chỉ mưa trong vài phút, mây đen tản đi. Trên mặt đất chỉ còn lại cái bộ xương giống như người, lại giống như thú. Bố dân đoạn nghe chương của Lục Khiêm đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhất tại một cái, có thể tùy ý hô mưa gọi gió. Mặc dù tên cướp chạy thế nào, cũng không thoát được phạm vi bao trùm của mây đen. Trên bệ đá đều là máu, bao gồm hai tay của Lục Khiêm cũng dính đầy máu. Yêu Nguyệt thân mặc một bộ đồ thợ săn, hai tay bưng chậu nước nóng. Người ra ngoài trước, dặn Hắc Ưng tiếp tục đưa người tới đây. Lục Khiêm rửa tay, phất tay bảo Yêu Nguyệt đi ra. Dân, Yêu Nguyệt cáo lui. Nữ nhân như là Yêu Nguyệt rất có tầm kế, rất biết nắm bắt cơ hội. Chương 129, Hằng Nga nên hối hận khi mà trộm linh dược. Nửa năm này, rất nhiều chuyện nàng ta đều chủ động đi quản, giống như rất hưởng thụ cái loại cảm giác trên người khác vậy. Đồng thời, nàng rất thông minh, biết tất cả đều bắt nguồn từ Lục Khiêm, vậy cho nên rất cung kính hầu hạ Lục Khiêm. Nhưng mà có điều lại làm hơi quá mức. Ngay cả muội muội ruột của mình cũng gạt bỏ vì quyền lực và sức mạnh, không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Khiêm lắc đầu, ghi chép kinh nghiệm lần này trong một quyển sách. Quyết ấn đạo binh đan với dược liệu chính là xích long câu quyết, bích lần báo, linh hồ quyết, có tỷ lệ thành công thấp. Tám thành còn chưa có hấp thụ đã sụp đổ huyết mạch mà chết. Phần nhỏ hấp thụ thành công thì sẽ phát điên. Yêu ưng đầu người, hắc giáp thủy mãn, thích hợp làm nguyên liệu của quyết ấn đạo binh. Luyện thể cũng trên cơ sở lý thuyết như vậy, nếu mà tâm trí không kiên định, rất dễ bị huyết mạch ảnh hưởng, thậm chí thú hóa. Lục Khiêm ghi lại các loại cảm ngộ của hắn trên giấy. Ba người giấy bên cạnh, một người tinh luyện hoàng đan hồ hồng phấn, một người trong độ lửa, người còn lại sắp xếp dược liệu. Lục Khiêm thỉnh thoảng chú ý bước quan trọng. Tuy nửa năm này không có luyện thành công một tên đạo binh nào,
nhưng mà sự lý giải về huyết mạch không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh. Nhìn gương vàng thần bí trong đạo hải, một dòng thông tin hiện ra. Thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp, đại thành 1339 trên 8000. Bố dân đoạn nghệ chương, tiểu thành 89 trên 500. Ngoại đan hoàng bạch thuật, đại thành 500 trên 500. Ký thần thuật, đại thành 500 trên 500. Tiểu thành có thể khống chế hai cái, đại thành khống chế ba. Tam tạng thanh tâm chú, đại thành 150 trên 150. Đây là thành quả tu luyện trong thời gian nửa năm qua của hắn. Con đường luyện đan thật sự bát đại tinh thâm. Sau khi mà ngoại đan hoàng bạch thuật đại thành mới luyện chế ra được kim đan hoàn chỉnh. May mắn ký thần thuật đại thành có thể dễ dàng khống chế ba người giấy. Nếu không nửa năm này chỉ có thể chăm chú luyện đan thôi. Tiếp theo có thể tính tới chuyện luyện thể rồi. Luyện thể đối với Lục Khiêm mà nói rất quan trọng. Thông U Quan cần phải lập quyết thể trung thành với đạo quán. Nếu không muốn bị người khác khống chế, vậy thì chỉ có thể đi đường vòng, ra tay từ phương diện luyện thể. Nhưng mà luyện thể dễ dàng bị huyết mạch ảnh hưởng, thậm chí quá thú. Ánh mắt của Lục Khiêm lóe lên, nhưng mà hiện tại hắn không có quan tâm được nhiều như vậy. Dẫn quyết nhập thể, bước đầu của luyện thể, tương đương với luyện khí kỳ. Quyết quá quanh thân, sau đó tương đương với dưỡng thần kỳ. Không ngừng tinh quá huyết mạch, hướng tới cái tầng cao hơn. Cần gì phải chịu cảnh bị người khác kiềm hãm như vậy? Ngư Long sắp trưởng thành rồi, hai món pháp khí sắp viên mãn. Đợi ta luyện được quyết ấn đạo binh, lập tức sẽ bế quan luyện thể quá lòng. Lục Hiềm đứng dậy, nhìn đám mây phía xa. Dùng đất sơn mạch rộng lớn, dường như hình thành một tấm lưới sắt đang bao trùm về phía hắn. Hôm sau, trong phủ đệ, trên chiếc giường đỏ chạm trổ, Tập Nguyệt đắp kính chăn, lộ ra cánh tay trắng nõn và cái bờ vai mịn màng, làn da ướt đẫm mồ hôi, lúc này nàng đang ngủ say. Bỗng nhiên nam tử bên cạnh lật người ngồi dậy, đánh thức nữ tử bên cạnh. Lão gia, người tỉnh rồi sao? Tập Nguyệt ngáy ngủ dụi mắt, muốn dậy mặc quần áo cho Lục Khiêm. Không cần, người nghỉ ngơi đi. Lục Khiêm khẽ mỉm cười, lấy ra cái túi vải ở đầu giường, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở chiếc hộp ra, bên trong có chứa viên đan dược màu đỏ. Ngươi chắc là cảm ứng được khí cảm rồi, viên đan dược này ngươi cầm lấy trước, dùng nó để mà điều dưỡng cơ thể đi. Nói xong đưa đan dược cho Tập Nguyệt. Yêu Nguyệt đang đi vào, nhìn thấy một màn này, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Tại sao lại là Tập Nguyệt? Tập Nguyệt, ngươi rốt cuộc giấu ta đã làm cái gì? Nàng không có dám quán trách Lục Khiêm, đổ tất cả mọi tội lỗi lên người của Tập Nguyệt. Buổi trưa, Yêu Nguyệt đến lục loại ngăn tủ trong phòng của Tập Nguyệt, cuối cùng tìm được cái chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một viên đan dược màu đỏ sẫm, tỏa ra một loại dị hương kỳ lạ. Trong lòng Yêu Nguyệt dấy lên lòng tham, đồ của Tập Nguyệt chính là của nàng, cho dù lén ăn, khách nàng ta cũng không dám cáo trạng. Nghĩ tới đây, Tập Nguyệt trực tiếp nuốt xuống. Ầm một cái, đan dược vừa vào trong miệng đã tan ra, sức mạnh nóng rực cuồn cuộn chạy khắp tứ chi bát mạch, đồng thời mang theo một loại đau đớn. A! Yêu Nguyệt đau tới mức nằm lăn lộn trên đất, giằn xé quần áo, làn da trắng nõn biến thành cái màu đỏ rực, đỉnh đầu bốc hơi nước màu đỏ, huyết nhục di động dường như có thứ gì đó muốn phá ra. Ý thức của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ. Không được, ta không thể chết. Yêu Nguyệt chống đỡ ý chí, trong lòng vô cùng hối hận. Vừa nãy khi mà Yêu Nguyệt đi trộm đan dược tại đình ở giữa hồ, mặt hồ phản chiếu cái dần trăng sáng, sóng nước lăn tăn, làn sương tản mạn tựa như là tiên cảnh. Lục Khiêm uống rượu linh thảo dược, nâng ly mời trăng sáng, trên mặt mang một chút ý sai. Lúc mà Yêu Nguyệt nuốt đan dược, Lục Khiêm một hơi uống cạn rượu trong ly, ném chiếc ly vào trong nước, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Hằng Nga nên hối hận khi mà trộm linh dược. Chương 130, Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Yêu Nguyệt nằm trên đất, làn da trắng trẻo ướt đẫm mồ hôi, sau bắp vai là một đôi cánh long vũ đen. Một bóng đen chùm lên cơ thể, Yêu Nguyệt mở mắt ra, bóng đen hóa thành một cái bóng người. Cảm giác như thế nào? Ánh mắt của đạo sĩ mặc hắc bào sáng lên. Lão già, nô tỳ biết sai rồi.
Yêu Nguyệt kinh hãi quỳ lại. Không cần, vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Lục Khiêm khẽ mỉm cười một tiếng. Sau này không phải là đồ cho ngươi, tốt nhất đừng có động tâm, hiểu chưa? Giọng nói giống như ma âm nói vào tai của Yêu Nguyệt, khiến cho nàng ta toát mồ hôi lạnh. Sự khôn giặc của nàng ta trong khoảng thời gian này rất có thể đều đã bị Lục Khiêm thấy hết. Ta hiểu rồi, lão gia, đây là cái gì? Yêu Nguyệt ngoảnh đầu nhìn đôi cánh sau lưng, trong lòng vừa tò mò vừa sợ hãi. Có thể bay không? Thử xem. Đây là huyết mạch của yêu ưng đầu người. Yêu Nguyệt thử một lúc, loại cảm giác này giống như có thêm một đôi tay chân. Đôi cánh lông vũ đen dãy dãy, gió lốc nổi lên, cả người bay lên không trung. Cùng lúc này, mắt của nàng ta biến thành đồng tử dọc, hai tay mọc ra móng vuốt màu đen. Ta đoán không sai, thí nghiệm thất bại không phải là do vấn đề của đan dược, mà là do con người. Người bắt tới phần lớn đều nhất quyết kháng cự, cho nên không có thể thành công. Lục Khiêm nói ra suy nghĩ trong lòng. Nếu mà nội tâm rất chủ động khát vọng, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi luyện chế thành công, Lưu Khiêm đối với lý luận về huyết mạch dung hợp xem như là chân chính thành hình. Bây giờ luyện thể có 80% nắm chắc rồi. Dung hợp huyết mạch yêu ưng sẽ có được kỹ năng bay, mắt ưng, vuốt ưng. Không biết sau khi mà luyện quá ngư lòng, hình thành huyết chủng, hắn sẽ có được năng lực gì? Trong tỉnh thất, hiện tại đang nhốt mấy chục tù nhân quần áo rách rưới. Trên bệ đá, hai hán tử dạm dỡ cái làn da nhão nhoét, tóc hoa râm đang nằm ở đó. Lòng cơ giáp và quá huyết mà đào đang không ngừng hút máu. Tha mạng, thần tiên, tha mạng đi, ta không có dám nữa đâu. Tù nhân khóc lóc cầu xin, có người còn bị dọa tè cả ra quần. Lần phiến của lòng cờ giáp khôi phục hơn nữa, vết nứt trên quá huyết ma đào biến mất không ít. Thời gian nửa năm mới khôi phục được như vậy, Lục Khiêm bây giờ thật sự có thể coi là giết người như ngoé. Cho dù như vậy, trong lòng hắn không có gánh nặng quá lớn gì cả. Những người này đa phần là bọn cướp hoặc là phạm nhân tử hình đã phạm trọng tội rồi. Bọn họ giết người, người cũng giết bọn họ, đây cũng coi như là dòng báo ứng. Trở lại phòng luyện đan, ba người giấy đã tinh luyện xong hoàng đan hồ hồng phấn, tiếp theo chính là thành đan. Đan lô được quả diễm thiêu đốt, chiếu sáng cả căn phòng. Đan đỉnh phóng thích cái độ nóng kinh người, nóng tới mức khiến cho người ta tắm trong mồ hôi. Nếu không phải sau khi người giấy đại thành, đối với thủy quả có lực phòng ngự nhất định, thì nhất định sẽ bị thiêu cháy không biết bao nhiêu lần. Lục Khiêm lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, chiếc bình hơi mờ, bên trong là huyết dịch đỏ tươi đang lưu chuyển. Mở nắp bình ra, đổ huyết dịch vào trong đan đỉnh, một trận sương máu bốc ra, thập thoáng đúc thành hắc giáp cự mãng. Cự mãng gầm rú, không lâu sau dần dần đã bị luyện hóa. Lửa tắt, một làn khói màu xanh lục vờn quanh, tỏa hương khắp căn phòng. Đan lô để lại kim đan đỏ sẫm. Đây chính là kim đan hắc giáp thủy mãn đạo binh. Kim đan luyện thành, Lục Khiêm lẩm bẩm trong miệng. Hỡi đạo binh nghe lệnh, hãy đến đàn đình của ta. Ngươi thuận, ta sẽ được bình an. Ngươi chống lại, ta sẽ gặp nguy. Phò tá đạo giúp ta thành chân tiên, nhận được bùa lập tức tới ngay. Hư không ngưng tụ, xích hồng quyển viên phù lục đánh vào trong kim đan. Đây là thủ đoạn khống chế đạo binh. Lục Khiêm khẽ lắc chuông. Một nữ tử xuất hiện ở cửa tầng hầm. Sau lưng nàng là một đôi cánh lông vũ màu đen cực lớn, hai bên thái dương còn mọc dài sợi lông vũ màu đen. Ánh mắt sắc bén phát sáng, có một loại vẻ đẹp yêu dị. Gọi đám người của ác ưng tới đây đi. Lãnh Huyết thập tam ưng đi vào. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này cũng dọa không có nói nên lời. Trước đó nghe nói là một chuyện, nhưng mà tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lục Khiêm đưa một viên kim đan cho ác ưng. Đây là kim đan, uống vào có thể có được sức mạnh thần kỳ, nhưng mà ý chí không đủ kiên định, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi tự mình quyết định đi. Hắc ưng nhận lấy kim đan, trong lòng dấy lên khát vọng mãnh liệt. Sức mạnh của thần tiên không phải là thứ hắn ta cầu mong hay sao? So với sức mạnh mê hoặc lòng người như vậy, có một chút nguy hiểm đến tính mạng, thì tính là cái gì chứ? Từ khi mà Lãnh Huyết thập tam ưng thành lập tới nay, nguy hiểm mà gặp phải đã có rất nhiều rồi. Tiểu nhân bằng lòng.
Hắc Ưng cắn chặt răng nuốt kim đan xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết, trên người của Hắc Ưng bốc ra từng trận sương máu. Bóng tối của tầng hầm nuốt chửng mọi người, cảnh tượng vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh nuốt nước bọt của mọi người thôi. Chương 131, Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Một lúc sau, Hắc Ưng đứng dậy, dáng vẻ có một sự thay đổi rất lớn, răng nanh hẹp dài, đồng tử vàng dãy đen. Dưới cổ che phủ lân phiến màu đen cỡ cái bàn tay. Dãy đen lập lòe có ánh sáng kim loại, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Hắc Ưng nửa quỳ trên đất, hài lòng đánh giá cơ thể của mình và răng nanh sắc nhọn. Trong bóng tối, mắt có thể nhìn rõ được con mồi. Khói bụi bay tứ tung, mặt đất đã bị đập xuất hiện một cái hố sâu. Hình dạng có hơi xấu, nhưng mà sức mạnh hơn trước kia mấy chục lần. Có năng lực gì không? Lục Khiêm hỏi. Có. Hắc Ưng nhắm mắt cảm nhận một chút, bỗng há miệng phun ra một dòng nước đen xì. Bức tường đã bị ăn mòn, thủng cái lỗ to bằng đầu người. Đào thương bất nhập, sức mạnh phi thường, trong bụng còn có một vũng nước đen ăn mòn, thực lực chắc tương đương với thai tức trung kỳ. Lục Khiêm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, dưới tác dụng dẫn đầu Hắc Ưng, lần lượt tổng cộng có 15 người thành công chuyển hóa thành Hắc Giáp Thủy Mãn đạo binh. 3 người chuyển hóa thành Yêu Ưng đầu người đạo binh. Trong đó bao gồm 10 thành viên của Lãnh Quyết Thập Tam Ưng và 8 tù nhân. Những người còn lại đều chết rồi. Cộng thêm Yêu Nguyệt, Hắc Ưng tổng cộng có 20 đạo binh. Đêm khuya, sương mù che phủ cái dần trăng tròn, đại địa u ám tối tăm. Trong phủ đệ u ám quỷ dị, mười mấy thủy mãn đạo binh với đôi mắt mãn xà đen đứng đó. 4 Yêu Ưng đạo binh bay trên không. Yêu ma quỷ quái dây quanh một đạo sĩ mặc áo tròn đen, vẻ mặt cung kính. Cảnh tượng giống như yêu quái trong u minh dẫn thú ăn thịt người. Hắc Ưng, ngươi dẫn thủy mãn đạo binh trấn thủ phủ đệ. Yêu Nguyệt, ngươi dẫn dắt Yêu Ưng đạo binh tuần tra xung quanh. Kẻ nào xông vào, giết. Dân. Mọi người đồng thanh đáp lại, âm thanh đã phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Tập Nguyệt lén thò cái đầu ra, đôi mắt tuyệt đẹp mang theo một chút sợ hãi. Nhìn thấy kết cục của tỷ tỷ, trong lòng của nàng có hơi bất an. Do vừa ngủ dậy, không có thời gian trang điểm sửa soạn, chỉ khoác cái áo khoác rộng thôi. Vẫy áo mỏng manh, tôn lên cái đường cong cơ thể, đôi chân dài trắng nõn. Trên mặt mang cái vẻ xấu hổ sợ sệt, khiến cho người ta không nhìn được, thương tiếc một phen. Lục Khiêm quay đầu cười nói, ngươi không cần, nếu ngươi đã cảm ứng được khí cảm, ngày mai ta dạy cho ngươi âm sát thanh lân quá xà pháp với cả u lục quả cầu. Dạ, Tập Nguyệt khẽ đáp một tiếng, cửa lớn tự động đóng lại. Lục Khiêm ôm ngang người, nới lỏng thắt lưng, mái tóc đen sổ xuống như thác, mềm mại đỏ rực như là ngọc trên đĩa ngọc trắng. Lục Khiêm đánh giá trên dưới, nhìn môi má phớt hồng của nữ tử, trong mắt tán thưởng, trong lòng sôi sục. Cổ nhân có nói, nam nữ phối hợp như trời đất tương sinh, không cần thiết tránh nhiều điều kiêng kỵ, thuận theo tự nhiên là được. Hành công dẫn khí, quan sát chính mình. Trong thế giới đèn tối, Hoàng Tuyền cổ hà, trong cái dòng sông Hoàng Tuyền, một con giao long giống như cá lại không phải là cá, đang nhảy trong nước. Nước Hoàng Tuyền sâu thẳm lạnh lẽo, lướt qua dãy rồng màu vàng đất, lượn trong mây mưa, khuấy động gió mây. Đôi mắt vàng kim của giao long dục qua một tia vui sướng, như con người, há to cái hàm răng nanh, ngửa đầu lên trời gầm rú. Âm quỳ chân thủy lưu chuyển khắp người, từ từ to lên nhanh chóng. Mấy ngày sau, linh điền sau núi, cái tiếng gầm in trời, trăm thú chạy tán loạn. Một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ, thôn vệ tinh khí của tất cả dạng vật chung quanh. Cây cỏ hoa lá trong phương viên mấy dặm đều đã khô héo. Ngư lông màu vàng đậm với ngoại hình như cá, dãy khắp tứ chi, răng nanh sắc nhọn bay thẳng lên trời. Một giây sau đã bị một đôi tay lớn bắt lấy. Ba đạo ánh sáng màu lục đâm xuyên vào đầu của nó. Lục Khiêm lấy chiếc lọ ra, đựng máu màu lục bích. Máu tỏa ra một mùi hương lạ, chỉ ngửi một hơi cảm thấy cơ thể thoải mái. Ngư lông cuối cùng cũng đợi được ngươi trưởng thành rồi. Trong mắt của Lục Khiêm dục qua một tia vui mừng. Đợi hơn một năm, cuối cùng cỏ hóa thành thú. Sau đó Lục Khiêm tốn 3 ngày bố trí,
thu pháp khí, vật phẩm cần thiết vào trong cái túi hồ thiên. Đi vào trong sơn động đã chuẩn bị, căn dặn các đạo binh canh chừng. Sau đó để cho dạng quân cự thạch đi xuống phong bế sơn động. Trong sơn động tối tăm không có ánh sáng. Bên trong có pháp đàn ngũ sắc. Lục Khiêm xê dịch cơ thể ngồi chính giữa pháp đàn. Trên pháp đàn dùng chu sa thủy ngân vẽ ra các pháp trận phức tạp. Điều tức dưỡng pháp, nhắm mắt ngưng thần. Chân thủy chi lực truyền vào trong pháp trận. Đường vân của pháp trận dần dần sáng lên, tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Lục Khiêm mở cái bình ngọc đựng huyết dịch ra, dùng con dao khảm cái lỗ dính một ít máu, khắc lên qua văn đồ đằng trên người. Máu trên vết thương của mình trộn lẫn với ngư long tinh huyết, một cảm giác nóng được ập tới. Đây là pháp môn dẫn huyết nhập thể trong cửu thiên nguyệt hoa luyện huyết pháp. Làm xong những cái thứ này, ánh sáng pháp trận càng lúc càng sáng. Đường vân máu trên người dường như đang nhạt dần hòa vào trong cơ thể. Lúc này chân thủy tiêu hao rất nhanh, một giây sau cả người như sắp bị hút khô. Lục Khiêm vội vàng lấy ra quả táo màu đỏ sẫm, cảm nhận được khí tức êm ái, trong lòng dấy lên ý chí hào hùng, hắn nuốt quả táo vào trong bụng. Ngày xuất quan chính là lúc luyện huyết quá rộng, quả táo cất giấu lâu như vậy cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Không có năng lượng khổng lồ chống đỡ, căn bản không có cách nào mà luyện thể. Ăn bảo vật vào, Lục Khiêm tiến vào trạng thái thiền định sâu. Ngày qua ngày, trên người phủ kín bụi đất, pháp trận vẫn sáng rực. 2 tháng trôi qua, Lục Khiêm đã nhiều ngày không có tỉnh, hơn nữa không ăn uống, cho nên đã gầy tới mức da bọc xương. Nếu không phải có sự chống đỡ của thiên tài địa bảo quả táo, sợ rằng sớm đã chết tại chỗ rồi. Lại 1 tháng nữa trôi qua, lôi quang bùng nổ, mưa bão kéo tới. Mưa bão hơn 1 tháng, sắc trời ảm đạm khiến cho người ta lo lắng bất an, giống như là đang báo hiệu trước cái điều gì đó. Chương 132, mưa gió sắp đến. Cơn mưa lớn cứ trút xuống, sắc trời ảm đạm, thủy mãn đạo binh nằm sấp trong rừng bất động để mặc cho nước mưa hát vào. Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Lục Khiêm trấn thủ chỗ này, ngoại trừ lúc ăn uống ra vẫn luôn ở nơi bí mật đó. Trên không trung có mấy con diều hâu bay lượn. Diều hâu thỉnh thoảng sẽ bất chợt bay xuống, vậy mà là một nhóm nhân loại mọc ra đôi cánh màu đen. Nữ tử cầm đầu, mặt mày lạnh lùng, đồng tử dọc sắc nhọn như dao. Một thiếu nữ váy xanh với đôi mắt đẹp như tranh vẽ, trong trẻo như sắc xuân, đồng thời cũng nấp vào nơi kín đáo. Tập Nguyệt mỗi ngày song tu với Lục Khiêm kéo dài tới nửa năm. Chân khí bước đầu hình thành, tử ngọ chu thiên tiến vào cảnh giới thai tức viên mãn. Mấy ngày này, nàng đã học được âm sát thanh lân quá xà pháp và u lục quả cầu. Hơn nữa còn có pháp bảo bí mật mà Lục Khiêm để lại. Chiến lực không phải là đạo binh bình thường có thể so sánh. Lúc này dưới núi, 3 thư sinh mặc quần áo màu lục cầm ô đi lên núi. Lưu Huynh, trên núi này thật sự có thần tiên sao? Nam tử râu ngắn trong đó quay đầu mỉm cười. Chuyện về quái lực loạn thần vốn là hư cấu thôi. Trên núi có tiền, thiết nghĩ đôi phu phụ ngu ngốc kiến thức thiển cận thôi. Suy đoán linh tinh mà. Có điều nếu đã đến rồi, xem thử cũng đâu có sao. Ngộ nhỡ mà chúng ta cầu được tiên đan, đắc đạo thăng thiên, chẳng phải sung sướng hay sao? Hạt mưa rơi xuống trên thân của mọi người. Lúc này Tập Nguyệt chặn trước mặt của 3 người nói. Các vị mời về cho, phía trước là lãnh địa riêng, không có được phép ra vào. Lưu Huynh nhìn thấy giai nhân xinh đẹp như vậy, bỗng chốc 2 con mắt sáng lên, chiếc quạt giấy phật một cái mở ra, tự cho rằng mình phong lưu phóng khoáng. Lãnh địa riêng sao? Trăng trong núi này, gió mát của giang sơn, đều là của cá nhân ngươi chắc. Giai nhân một thân một mình, sao mà không cùng tại hạ vui vẻ một phen đi? Lông mày của Tập Nguyệt nhíu lại, đang muốn rút kiếm dạy dỗ 3 người. 3 tên thư sinh cảm thấy lồng ngực chợt đau nhói, cúi đầu xuống, một ngón tay của cái móng đen xì đã đâm xuyên tim. Thi thể ngã ra đất, đằng sau chính là Yêu Nguyệt. Phí lời như vậy làm gì, kẻ xông vào trực tiếp giết. Yêu Nguyệt bất mãn nói, một khi để bọn họ xuống núi, nhất định kéo đến một đám tò mò thôi. Muội biết rồi. Tập Nguyệt cúi đầu nói, ghi nhớ lời của tỷ tỷ vào lòng. Trên dược sơn vẫn là mưa dầm triền miên.
Một ông lão tóc bạc phơ ngồi trên ghế đá, nữ tử mặc váy đen bên cạnh, thỉnh thoảng rót rượu cho ông ta. Dáng người của nữ tử rất hấp dẫn, váy màu đen lộ ra đôi chân dài trắng mịn. Người này chính là Lưu Độ và Liễu Như Ý. Một năm đã trôi qua kể từ chuyện lần trước. Ngươi tại sao mà không chịu khuất phục? Ngươi cũng sắp kết thúc cuộc đời rồi, giúp ta một lần cuối cùng chả sao, cũng coi như là có đầu có cuối. Giọng điệu của Liễu Như Ý mang theo một chút tiếc nuối. Nàng không ngờ tâm trí của Lý Độ kiên định như vậy. Tròn một năm đạo tâm ma liên vậy mà không có bất kỳ tiến triển, căn bản không tìm được điểm sơ hở nào của đối phương. Lão phu tâm như nguyệt thiết, sao có kẻ hở? Lý Độ phất tay áo cười nói, dường như không có hề bận tâm với chuyện này. Sâu trong thức hải, một hạt liên chủng đen xì đang trồng ở đó. Cũng đúng, công phu dưỡng khí 100 năm nay của ngươi thật sự không phải là ai cũng có thể so bì. Lý Độ nghe vậy lắc đầu khẽ cười nói, không cần dùng lời để mà nói khích ta. Ta biết rõ tính cách của nàng, nàng tự xưng là ý chí hướng đạo kiên định, không để ai vào trong mắt. Nói thẳng, nếu mà giết ta mà có thể thành công, sợ rằng bây giờ nàng sớm đã động thủ rồi. Trong lòng của Lý Độ biết, trạng thái hiện nay của ông ta, sợ rằng thai tức tới cũng dễ dàng giải quyết được ông ta. Trước khi mà Liễu Như Ý chưa luyện thành, tuyệt đối không có dám giết ông ta. Ngược lại, sẽ phải bảo đảm sức khỏe cho ông ta. Nếu không, bóng ma để lại từ chuyện năm đó sẽ giống như là mộng yểm quấn lấy nàng suốt cả đời. Nghe thấy lời này, trong mắt của Liễu Như Ý dục qua một tia điên cuồng, mất một lúc lâu mới dằn được sự bực bội trong lòng. Lý Độ rõ ràng rất hiểu nàng. Không sai, những năm này nàng căn bản không có đặt Lý Độ vào trong mắt. Mặc kệ chuyện năm đó ở trong mắt người ngoài như thế nào, ít nhất trong lòng của Liễu Như Ý không hổ thẹn, nàng làm như vậy đều là vì bản thân. Lý Độ chẳng qua chỉ là viên đá lót chân của nàng thôi. Lúc này dưới chân núi có một người đi lên. Thiếu niên trẻ tuổi, mặc đạo bào màu tím, đầu đội hổ nguyên khăn, tay cầm quạt ngọc, phong độ ngời ngời. Một đôi mắt lục bích giống như là biết câu hồn phách vậy. Long Nhi ôm quyền hành lễ cúi sau người. Long Nhi tham kiến sư phụ. Ngồi đi. Liễu Như Ý mỉm cười chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Long Nhi đứng thẳng dậy rồi đi tới ngồi xuống, ngồi rất ngay ngắn, không có liếc ngang liếc dọc, ở phương diện lễ tiết không thiếu sót gì cả. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.